Ngày 7 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết, trên địa phận xã này vừa xảy ra vụ án mạng khiến cho một người chết. Thông tin lúc đầu cho biết, trước đó vào khoảng 15 giờ 30 ngày 6 tháng 10, anh Nguyễn Văn Huyện, 37 tuổi, trú xã Nghĩa Bình, đi xe đạp điện trên đường hướng từ xã Nghĩa Bình đi thị trấn Nghĩa Đàn. Khi đang đi, anh Nguyễn bất thần bị một người đàn ông lạ mặt đi xe máy từ phía sau lao lên dùng búa đánh nhiều phát vào đầu. Bị đánh tiếp tục bất thần, anh Nguyễn đã ngã xuống, tử trận tại chỗ. Sau khi gây án, người đàn ông trên bỏ trốn. Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo lên cơ quan công an. Qua khảo sát, công an xác định đối tượng người sử dụng gây án là Nguyễn Văn Thương, 33 tuổi, trú xã Nghĩa Bình, nên đã bắt giữ ngay tiếp đến để khảo sát làm rõ. Được biết, nạn nhân Nguyễn là ông xã của bí thư đảng ủy xã Nghĩa Bình. Nguyên nhân lúc đầu được xác định là do Thương nghi ngờ ghen tuông nên đã ra tay sát hại anh Nguyễn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục khảo sát làm rõ vụ việc.